Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hoa Thống Thuật Trước đấy thì mình có cái video hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo được tài khoản TikTok US để bắt đầu kiếm tiền ở trên TikTok US với sử dụng cái trình giả lập BlueStack tạo được nhiều tài khoản. Thì ở trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo được tài khoản TikTok Hoa Kỳ ở trên điện thoại các bạn nhé. Thì cách này đối với các bạn mà muốn tạo và sử dụng cái điện thoại cá nhân của các bạn để có thể bắt đầu kiếm tiền với TikTok ở trên chính cái điện thoại mà các bạn cầm trên tay ấy, thì video này dành cho các bạn các bạn nhé. Thì để mà có thể tạo được TikTok Hoa Kỳ ấy ở trên điện thoại chúng ta cần phải thứ nhất chúng ta cần phải tháo sim ở trên điện thoại chúng ta ra cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái vpn để phát cái địa chỉ ip sang mỹ để chúng ta bắt đầu tạo tài khoản các bạn nhé và cái thứ ba đó chính là chúng ta cần phải chuẩn bị một cái gmail hoặc là một cái email của microsoft autolock hoặc hotmail để chúng ta dùng để đăng ký tài khoản TikTok các bạn nhé. Ok, thì trước khi vào đăng ký ấy, thì chúng ta cần phải thiết lập một vài cái thông số ở trên điện thoại để khi mà chúng ta tải TikTok về thì TikTok nó hiểu đây là cái thiết bị ở cái khu vực Hoa Kỳ hợp lệ các bạn nhé. Chúng ta cần phải truy cập vào cái phần cài đặt đó các bạn. Và ở phần cài đặt này á, thì chúng ta đầu tiên ấy, chúng ta phải tắt cái vị trí thì chúng ta chọn cái tắt vị trí các bạn nhé và ở đây chúng ta sẽ tắt cái vị trí đi để cho tiktok nó không có nhận diện được cái vị trí chúng ta ở trên điện thoại được chưa sau đó chúng ta thoát ra và cuồn xuống và tìm cái thời gian và cái mũi giờ ở trên cái tài khoản điện thoại của chúng ta các bạn nhé ở đây chúng ta sẽ cuồn lên và chúng ta chọn vào cái quản lý chúng này tùy vào mỗi cái thiết bị mà nó sẽ có cách bố trí cái layout của cái phần cài đặt riêng nhưng mà các bạn hãy tìm vào cái phần mũi giờ và à, cái thời gian các bạn nhé ở đây các bạn sẽ chọn vào thời gian này rồi ở đây thời gian tự động chúng ta sẽ tắt đi được chưa rồi sau đó chúng ta sẽ mũi giờ tự động ấy, thì chúng ta cũng sẽ tắt đi các bạn nhé nếu ở cái phần này nó đang bật thì chúng ta sẽ tắt đi và ở tròn mũi giờ ấy thì chúng ta phải tròn lại cái khu vực thứ nhất là Hoa Kỳ rồi thứ hai là chúng ta sẽ chọn cái thành phố ấy, cái bang à, của cái mũi giờ chúng ta muốn ở đây mình sẽ chọn là phố rồi sau đó chúng ta sẽ trở ra ngoài như vậy là chúng ta thấy được là cái mũi giờ đây là trừ 7 được chưa rồi tiếp theo sau khi mà chúng ta chọn mũi giờ chọn khu vực xong rồi chúng ta sẽ trở ra tiếp theo chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ các bạn nhé ở phần ngôn ngữ ấy thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn ngôn ngữ là tiếng Ấn các bạn rồi chúng ta sẽ chọn là English và nhấn vào áp dụng rồi sau khi chúng ta đã cài đặt hết các cái thông số đó rồi ấy thì chúng ta sẽ trở ra ngoài và chúng ta sẽ bật cái VPN ở trên điện thoại lên các bạn nhé ở trong cái phần này mình sử dụng VPN của nó các bạn thì khi chúng ta bật cái VPN lên này thì chúng ta sẽ cuồn lên chúng ta sẽ tìm vào United States được chưa rồi các bạn nhớ là vừa rồi chúng ta đã cài đặt cái vùng của mình là 4 đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái phần 3 chấm này và chúng ta sẽ cuộn lên, chúng ta sẽ tìm cái Phonenix các bạn nhé. Rồi như vậy là nó sẽ tự động kết nối cái điện thoại của chúng ta vào cái khu vực Phonenix. Tiếp theo chúng ta sẽ trở về trang chủ và vào mục Chrome chúng ta sẽ check lại cái IP của điện thoại xem nó đã qua Hoa Kỳ hay chưa. Ở đây chúng ta sẽ nhập là check IP. Rồi chúng ta nhấn go thì nó sẽ có cái what is my ip address này chúng ta nhập vào đây thì các bạn có thể thấy được là ở đây hiện tại là cái ip của mình nó đang ở phone ennis của bang arizona hoa kỳ rồi các bạn nhé như vậy là chúng ta bắt đầu có thể tải được tài khoản tiktok rồi rồi chúng ta sẽ trở về trang chủ Tiếp theo, thì đối với điện thoại của các bạn mà trước đây đã từng sử dụng TikTok rồi, ấy, hoặc là đã từng tải TikTok ở trên thiết bị điện thoại này rồi, ấy, thì chúng ta cần phải làm bước này nữa, đó chính là xóa cái bộ nhớ kết của cái trình tải à, ứng dụng của CH Play. Thì đây là cách mà chúng ta áp dụng cho trường hợp mà trước đây điện thoại của chúng ta đã sử dụng TikTok rồi, các bạn nhé. Còn điện thoại mới hoàn toàn, chúng ta không cần. Rồi chúng ta sẽ vào cái đặt. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuồn lên và chúng ta sẽ tròn vào cái phần app này các bạn. Rồi ở phần app này thì chúng ta sẽ đi tìm cái ứng dụng CH Play các bạn nhé. Chúng ta sẽ cuồn lên và tìm ứng dụng CH Play. Rồi các bạn nhập vào phần Google Play Store này, CH Play này. Rồi ở phần này á, thì chúng ta sẽ cuồn xuống và nhìn thấy phần Storex. Đây là cái phần bổ nhớ của CH Play các bạn nhé. Chúng ta nhấp vào đây. Rồi các bạn thấy chữ case đây không? Và chúng ta nhấn vào clear case ở góc dưới bên tay phải các bạn nhé. Rồi, như vậy là cái case này về không bài này là ok các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào home. Rồi, như vậy là chúng ta bắt đầu tải TikTok được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào Play Store. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái TikTok các bạn nhé. TikTok. Rồi, chúng ta tìm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào install thôi. Rồi sau khi chúng ta đã tải TikTok rồi, chúng ta sẽ nhấn open để mở TikTok lên. Ở đây thì TikTok sẽ yêu cầu chúng ta login vào tài khoản. Thì nếu như ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ nhấn vào sign up. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào user phone or email. Ở đây chúng ta sẽ cài cái ngày sinh nhật của chúng ta các bạn nhé. Các bạn lưu ý để mà có thể bắt đầu kiếm tiền với TikTok US chúng ta cần phải cài đặt cái ngày sinh nhật của chúng ta. Cái ngày sinh của chúng ta nó phải trên 18 tuổi các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào net. Như vậy chúng ta thấy được là ở phone nó sẽ có US01. Như vậy là chúng ta có thể bắt đầu đăng ký tài khoản TikTok US được rồi các bạn nhé. Ở đây mình sẽ không đăng ký qua số điện thoại mình sẽ đăng ký qua email rồi các bạn nhập cái email của các bạn vào đây sau đó các bạn nhấn vào net ở đây các bạn nhập mật khẩu của các bạn vào các bạn nhé sau đó chúng ta nhấn vào net chúng ta sẽ điền nickname của chúng ta vào đây nếu các bạn chưa có nghĩ ra cái nickname thì chúng ta có thể nhấn vào skip các bạn nhé Rồi chúng ta sẽ chọn một vài cái Instagram Rồi chúng ta nhấn vào Start Watching Ở đây chúng ta sẽ Chọn là Later các bạn nhé Chúng ta sẽ chọn là Don't là allow Rồi chúng ta sẽ vuốt. Và khi các bạn có thể thấy được là TikTok nó sẽ từ phân phối những cái video Những cái vùng liên quan đến tiếng ấn Ở khu vực uh, Mỹ, Hoa Kỳ cho chúng ta xem các bạn nhé Rồi ở đây chúng ta sẽ vào Profile để check xem cái tài khoản của chúng ta đã Hợp lệ chưa rồi chúng ta sẽ vào ba gạch ở trên góc trên bên tay phải các bạn nhé. Rồi chúng ta nhấn vào Creator Tool. Ở đây chúng ta sẽ cuốn xuống chúng ta thấy được là Creativity from Program Beta này. Thứ hai là chúng ta sẽ vào Promote các bạn nhé. Chúng ta xem thử xem là nó hiển thị cái đồng đô la hay đồng Việt Nam đồng. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào Dashboard. Các bạn có thể thấy được là ở đây nó sẽ là Amount Spend hay là đô la các bạn nhé. Rồi quay trở lại chúng ta sẽ vào Creativity Program Beta. Đây, thì chúng ta thấy được là với cái tài khoản của chúng ta mà đủ được 10.000 follower và 100.000 lượt xem video trong vòng 30 ngày trước, đủ 18 tuổi thì chúng ta sẽ bật được cái chương trình TikTok Program Beta này và bắt đầu kiếm tiền ở trên TikTok. Các bạn lưu ý là đối với một số bạn là hỏi mình là làm thế nào để có thể xét được cái lịch đăng nó hợp lý thì nếu mà tùy năng lực của bạn thôi nếu như các bạn có khả năng ra được video thường xuyên thì chúng ta nên rải ra hai tiếng đồng hồ chúng ta đăng một lần và tập trung vào những cái khung giờ mà người Hoa Kỳ họ xem nhiều từ 5 giờ sáng cho đến 22 giờ tối các bạn thì các bạn tự quy đổi ra mỗi giờ để có thể đăng video hợp lý ở trên tiktok và quan trọng nhất đó chính là cái tần suất đăng nó phải đều đặn các bạn nhé tần suất đăng nó phải đều đặn và không phải là một video hai video mà nó lên viral hoặc là lên view cho chúng ta đâu chúng ta cần phải đăng đều đặn để có những video nó lên viral nó lên view nhiều thì nó sẽ kéo cả cắt lên ok như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo được cái tài khoản tiktok ở trên thiết bị điện thoại cụ thể là hệ điều android và nếu các bạn muốn xem thêm những cái video liên quan đến tạo tiktok hàng loạt ở trên các ứng dụng giả lập thì có thể xem video ở phần cuối của video này mình đã có ghim cái video đó ở phần cuối của đoạn video này các bạn nhé các bạn có thể nhập vào để xem ok thì video đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hữu ích với các bạn, nhấn nút like video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất mỗi khi ra mắt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.